Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test và giới thiệu các thiết bị âm thanh của Tiến Dũng Audio, địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2019, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thiết bị âm thanh vừa về. Đó là loa, âm ly karaoke và lọc âm thanh equalizer. Đầu tiên tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa Bose 6L1 Series 3, hàng Mỹ. Đây là model mà Tiến Dũng đã có rất nhiều bài test và giới thiệu. Ngày hôm nay cửa hàng vừa về thêm một cặp nữa. Thiết kế dạng thùng màu vàng sang trọng. Cặp loa thiết kế dạng loa cột. Ecang hai màu, phía trên là màu vàng và phía dưới là màu nâu, tạo sự điểm nhấn sang trọng mạnh mẽ. Cặp loa vừa về ngày hôm nay, tất cả đều còn tuyệt đẹp, series trùng số đúng cặp. Loa sử dụng hai bát 20cm, một cái hướng về phía trước và một cái thì hơi chếch về phía trên. 4 loa chép 8cm, dạng chép giấy, bộ lọc có trang bị bóng đèn, bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Phần thùng được thiết kế màu vàng tuyệt đẹp. Bose 6L1 Series 3, model đặc biệt cao cấp của hãng Bose Mỹ. Đây là Ecang bên đây. Tất cả các tuyến loa đều màu tuyệt đẹp. Gần loa bass còn zin theo loa, series trùng số đúng cặp. Cặp loa dùng kết hợp nghe nhạc và hát karaoke, không gian tầm dưới 50m2 cho âm thanh rất tốt, rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể ghép vào các dòng âm ly như âm ly Hàn Quốc như Jangwa, Bot, Tông hoặc các dòng California. Quý vị nào muốn âm thanh mạnh mẽ hơn thì có thể dùng các cục đẩy công suất, men công suất kết hợp với mixer hoặc vang số. Đối với âm ly nội địa dùng nghe nhạc, quý vị có thể ghép vào các dòng âm ly như Denon 880D, 890D, 1010D hoặc các dòng Sansui, quý vị có thể ghép vào các dòng như G7000, G7700, G8700, vân vân. Tất cả những model trên đều cho âm thanh rất tốt. Cặp loa Bose 6L1 Series 3 có giá trên 40 triệu. Ngày hôm nay tôi ghép với chiếc âm ly Jangwa model BA203-35 mã, châm ly hàng bãi của Hàn Quốc với công suất nguồn 480W, máy sử dụng 4 sò Toshiba. Phía trên này như quý vị và các bạn đang thấy là chiếc equalizer, chiếc lọc xì của hãng Yamaha EQ50, hàng của Nhật Bản, xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1985. Chiếc lọc 20 cần có volume out. Equalizer của Yamaha EQ50 có giá 4.500.000. Còn chiếc âm ly Jangwa BA203-35 mã phía dưới đây có giá trên 7 triệu đồng. Bộ 3 thiết bị phối ghép rất ăn ý, phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Âm thanh rất tốt. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng kiểm âm một đoạn nhạc qua 3 thiết bị. Đó là chiếc kết nối trực tiếp từ TV Internet xuống. Tín hiệu được đưa qua sợi dây màu trắng xuống chiếc lọc Yamaha, sau đó truyền qua chiếc âm ly Jangwa BA203-35 mã, rồi đến loa Bose 6L1 Series 3. Alo, 1 2 3 4 5 6. Thank you.
Để nhận thông báo mới nhất về các clip được thực hiện hàng ngày. Thì Dũng xin chào tạm biệt.